đi thử cháu đi mua chó về cho người ta làm cỗ các thứ rồi mà. Thì tất nhiên là thịt rồi. Ôi, cháu mua thịt bác ạ. Cháu mua thịt ạ. Dù thịt thật ạ. Dạ vâng ạ. Bác sao đấy ạ? Sao đấy bác? Tôi nuôi nó từ nhỏ. Vâng. Từ lúc mẹ nó sinh ra hai con này, nó ăn ở với tôi nuôi coi nó như đứa con trong nhà ấy. Nó vừa ngoan vừa thương lắm. Nhưng bây giờ vì hoàn cảnh mà bắt buộc tôi phải bán nó đi. Nhưng mà để bán nó đi mà nghĩ là thì tôi không nỡ. Nếu mà lỡ thì bác để mà nuôi bán làm gì? Mà bác có chuyện gì quan trọng mà phải bán đi hết cả đi. Bán cả hai con này đi này, không thì để lại một con mà nuôi thôi. Còn bọn cháu mua thì thật sự là bác thông cảm bọn cháu. Bọn cháu không muốn thịt đâu. Nhưng mà công việc cả, mỗi người một công một việc bác ạ. Phải mua để thịt cho người ta. Đúng rồi bác ạ. Đứa cháu nội tôi nó ốm, không đủ tiền viện chú ạ. Mà bán một con thì không đủ tiền cho nó. Bây giờ nó vẫn đang nằm ở cấp cứu. Rồi ôi thân thế nhỉ. Vàng ơi, bệnh ơi, vàng ơi, tao không muốn cháu... không nỡ lòng nào. Nhưng mày bỏ tao đi như này, tao không có lòng nào mà muốn để mày đi rời xa tao như này đâu. Nhưng vì thằng cu tí nó đang ốm nằm viện, mày có thương anh tí không? Khổ quá cháu. Cháu nói thật với bác là lúc mà bọn cháu bắt chó nó nhìn thấy mặt bác thì bọn cháu cũng không muốn mua rồi. Tôi nói thật đấy. Bọn cháu cũng muốn mua rồi. Tôi nói thật. Vì cũng... nhìn nó cứ thê lương thế nào ấy. Tôi không còn cách nào cả. Nhà cửa thì chú nhìn đây. Mà con này đang có bầu đó chứ, đang có chửa đó chứ, khổ. Ôi, mẹ con mày tha lỗi cho tao nhé. Nếu mà đi mà thịt thì thật sự là bọn cháu cũng chả biết làm nào luôn. Bây giờ mà bọn cháu không mua thì bọn cháu phải mua con khác. Mà bây giờ bác cháu mà cho bác tiền thì bọn cháu cũng không có. Bọn cháu cũng dân lao động. Bọn cháu là người lao động rồi cũng không lấy đâu ra tiền mà. Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào để bán nó đi để lấy tiền cứu đứa cháu nội tôi đang nằm viện. Bố nó thì đi tù. Sao đấy ạ? Bà bán chó, bà bán chó nhưng mà bà bảo là hai con chó này ở với bà lâu rồi, bà buồn. Bà hỏi là có thịt hay nuôi thì bọn em bảo thịt thì bà khóc. Con mẹ nó là sinh ra hai đứa này. Khổ. Tôi nuôi từ bé. Thôi bác ơi, bây giờ bác bán chó cho người ta rồi thì cái thì... Thôi bác ạ, bây giờ đã bán đi rồi. Người ta thịt hay là cái việc gì thì lấy được người ta rồi, mình cũng khó. Con này đang có chửa này, con này kia đang chửa kìa. Đúng là thằng cháu nội tôi nó ốm nó nằm viện. Mà bây giờ không đủ tiền nộp tiền viện phí cho nó. Nằm chuẩn bị đẻ nơi rồi, nằm sữa này. Không còn gì để bán ngoài hai con chó. Nằm sữa này, chuẩn bị đẻ nơi rồi. Mà tôi đau lòng lắm, nhưng bây giờ bán mà nghĩ đến nó thì tôi không chịu được cô à. Bây giờ bác bán chó bác khóc lắm rồi, sao người ta tội chứ, người ta mua người ta cũng áy náy mà. Em biết nhà bà này mà, kiểu cháu nằm viện ấy, xong rồi nhà chả có cái gì. Thôi thì bây giờ là như thế nào, xem giúp được bác thôi. Bây giờ như thế nào? Rồi. Bây giờ là bác thật bây sự bán cháu. Bác đã quyết định bán chó rồi, bác gọi người ta vào. Thì bọn em mua xong rồi như này đấy, nhìn bọn em cũng có vẻ đâu. Mà bây giờ bác làm này và người ta cũng khó xử ấy. Mà lúc bắt chó nó cũng không phải dễ đâu bác. Quay này gửi hai con chó này gửi cho chủ ăn, gửi cho cái thằng nó mua chó thịt đi để xem đi. Tôi cũng không biết như thế nào nhưng mà bây để giờ xem như này. Thịt luôn hay là nếu mang sang. Nếu tôi bán nó đi thì tôi thương xót nó như con ruột của tôi. Quay lại hai con chó này, xong rồi gửi qua Zalo cho. Nhưng mà bây giờ không bán đi thì cũng không có tiền để đóng tiền viện cho thằng cu tít. Các anh cũng khó xử ra. Các anh thế rồi. Vâng ơi, bà còn kia nó còn đang có chừa chứ lấy. Hay xem nào, hay trả bác thêm một ít nữa. Thì bọn em vẫn trả thêm, đáng nhẽ giá chó bình thường là 80. Chị ạ, giá chó bình thường là 80 xong rồi vào đem thấy hoàn cảnh nhà cái cửa như này. Thì em giả thêm cho bác là 2 đồng là 100. Là bọn em coi như là cái tiền bọn em là mua chó thì là bọn em là không có tiền công luôn, là bọn em làm tình cảm thôi ấy. Không phải là tiền đấy mà là bà ấy đang sót hai con chó. Cô quyết định bán chó rồi thôi, coi như là hóa kiếp cho nó sang kiếp khác. Đường cô ơi, tôi đau lòng lắm. Thì coi như là bác làm phước. Hai con này nó nhìn nó, hai con này nó cũng khôn. Hai con này nha, em nói thề chị nó rất khôn luôn, lúc mà bà bán ấy, nó biết bà bán nha, bọn em để cửa nó tự chui vào luôn. Nơi bà ơi. Thế chứ thì chính vì nhìn như vậy thì bọn em mới nhìn như vậy nên bọn em mới cảm thấy là thương.
Vẽ mở cửa phát bà bảo bà bán chó, bà ôm chúng nó, chúng nó tự chui vào lồng. Chó bình thường vào nó run như cầm cập luôn. Đấy, hai con này bình thường nha, những con chó khác nhốt vào lồng nha, nó run như cầy sấy luôn. Nhưng hai con này thì này không run tí nào, là làm im, vào làm im luôn. Hai chú ơi, hai chú đừng thịt có được không? Nhưng mà khổ lắm, bọn cháu không nuôi được. Bây giờ bác bán cho người ta rồi. Đừng thịt. Bọn cháu nhìn hai con này cháu về, bọn cháu cũng không phải ở giữa ở nhà mà bọn cháu lại ra cho người ta. Bọn cháu vừa mới quay lại gửi con Zalo cho người ta bảo thịt luôn người ta. Đừng chú ơi. Đấy, bọn cháu không phải là bọn cháu ấy đâu. Hay anh bán cho ai người ta nuôi đi. Bán ai nhưng mà thật ra bây giờ phải tìm được chứ phải ngày một ngày hai tìm được người nuôi đâu chị. Thì các anh để ở nhà các anh một vài hôm. Nhưng mà khổ lỗi chiều nay là bọn em cũng phải thịt. Nếu bây giờ bọn em không bắt con này là bọn em phải đi bắt con khác. Em biết bà này hoàn cảnh là bà này khó khăn lắm đấy. Chị không cầm nhiều rồi, tiền đây. Sao chuộc lại hai con chó cho bà ấy không để trời mưa trời gió. Anh nếu xem đủ tiền thì các anh cho cô xin lại một con vậy. Bọn em xem có đủ tiền. Cái này là một được một cái một cặp. Lúc mà con được chui vào nhá, con cái chui vào theo luôn. Cho tôi xin lại cái con. Thì một con bây giờ em cũng thấy, không thể thương rồi chứ không đừng nói là gì. Chị nhìn này, hai con nó nằm nó dựa vào nhau này. Đây là hai con nó nằm nó dựa vào nhau rất đáng thương luôn nhá. Thôi cháu tôi xin hai con nhiều tiền. Cháu cũng chẳng có nhiều đâu, đây cần có mấy chục cần cháu. Thôi cháu như này này, còn cháu nói thật thôi. Cháu ở đời vẫn còn những người tốt như thế này. Nhìn hai con cháu thương quá. Tôi cảm ơn hai cô, bà cháu vâng, cảm làm phúc đức đi. Thật tài anh nhanh nói rồi đấy. Bảo nhà chủ tí nữa mình đi tìm con khác. Nhìn con nào nó rốt rốt, nó ngu ngu, mình thịt mình đỡ sót. Này, nhìn hai con này. Nhìn này, con còn cuốn với nhau luôn này. Con là con đang có bầu đúng không? Đúng, một con đang có bầu, con cho được. Này, một cặp luôn. Nó khôn mà, lúc em bắt một con chó được nó chui vào, cho cái tự chui vào luôn mà. Chỉ nó là một cặp mà. Bây giờ mà bảo là chuộc lại một con xong để một con đi. Không như này ba, bọn cháu thật sự là bọn cháu cũng rất là thương. Thôi thì bọn cháu cái tiền mà bọn cháu mua chó bọn cháu biếu bác. Thì bây giờ bọn cháu giả chó cho bác coi như là coi như các anh cũng làm phước đi. Bọn cháu làm phước. Các chị đây thì các chị cũng cho bác mấy đồng rồi. Thôi đây hạ xuống đi. Hạ xuống đi. Bây giờ mình bắt hạ xuống đi, hạ xuống đi. Trời thì mưa. Mưa gió này cứ đứng lên. Thôi hạ xuống. Tít ơi, cháu thật cứu rồi. Để anh tắt máy đây. Tí nữa sang nhà lão ấy, sang nhà lão màu hỏi xem. Vâng. Lão màu mấy con ấy. Anh chịu khó đi tìm con khác vậy. Thôi tí em sang nhà lão màu xem. Cảm ơn anh chú, bác ơn này. Bảo bán chó sang xem có được không? Con này đấy, con này hạ xuống em ạ. Con này nó đang có bầu đâu, đang mua. Tắt máy.